Xin chào tất cả anh em. Hôm nay hàng Kiwi K08 lại về rất là nhiều. Em để lên đây một số ít, còn đâu để ở thùng rất là nhiều. Này anh em đặt trước cũng rất nhiều rồi nên là em đã chuyển đi. Thì như giới thiệu lại với anh em, đây chính là cái bộ chuyển đổi tín hiệu digital từ cái TV Smart hoặc là tất cả những cái thiết bị âm thanh. Thì anh em có thể thấy là cái em nhắc lại là cái con Kiwi K08 này thì là nó giải mã qua cổng optical, rồi là nó có thể chơi được Bluetooth, chơi được qua AUX, coaxial và có cả USB nữa. Thì cái hàng này nó đều là hàng chính hãng và được bảo hành 12 tháng ở tại Việt Nam luôn. Đó. Nên là khi mà anh em mua này về để làm giải mã rất là hay. Nói chung với 500.000 mà nó giải mã được như thế là cực kỳ tốt. Thì con này nó gồm có một cái bộ chuyển đổi đây. Như anh em có thể thấy là nó có cái cổng ra là cái cổng AV, cổng vào là cổng optical. Đấy. Chỗ này là cái anten này để bắt Bluetooth. Đấy. Phía sau này thì anh em thấy nó có cổng USB, cổng AUX, coaxial. Đấy. Thì cái clip hướng dẫn thì ở trên YouTube em đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Hôm nay hàng nó về tiếp tục thì là em quay lên để anh em thấy, đây là đợt hàng mới nhất luôn. Thì cái bộ này nó gồm có cái bộ chuyển đổi anten này, có cái khiển này anh em có thể sử dụng để điều chỉnh âm lượng này, chỉnh được cả bass chat luôn, rất là hay. Đấy, trên này thì có tất cả các tính năng như optical, coaxial, bluetooth, USB, đấy, AUX. Và nó đi kèm theo nữa đấy chính là có sẵn cái dây optical này, cái dây sạc luôn. Đấy, dây nguồn đấy. Cái này anh em có thể cắm một cái đầu dock của cái thằng cái điện thoại để chúng ta sử dụng cho cái này, hoặc là cắm vào cái USB nào cũng được, là nó cấp nguồn điện. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé, cảm ơn tất cả mọi người.